Thưa quý vị, chiều nay các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật cư trú sửa đổi. Nhiều đại biểu bày tỏ sự lo ngại về tiến độ triển khai cấp mã số định danh công dân, đặc biệt là 178 quy định pháp luật liên quan đến sổ hộ khẩu sẽ phải điều chỉnh như thế nào khi mà Quốc hội quyết định bỏ sổ hộ khẩu. Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với định hướng của Chính phủ trong việc bỏ sổ hộ khẩu bằng chuyển sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, số thủ tục hành chính tưởng như được giảm bớt đáng kể thì vẫn còn rất lớn, chồng chéo quy định của các bộ, ngành. Chủ trương là đúng, hoan nghênh, tất cả ai cũng vỗ tay về cái tờ trình như thế. Nhưng khi đọc vào luật thì chúng ta thấy nó không phải như thế. Và nó đang là một cái mớ hành chính rất là lằng nhằng giữa chồng chéo, giữa Bộ Công an, rồi các Bộ Tài nguyên Môi trường, rồi Bộ Tư pháp, rồi trong những cái lĩnh vực quản lý của mình bày ra hết. Tất cả các loại giấy tờ khai sinh, khai tử, kết hôn, rồi là y tế, rồi là sức khỏe tâm thần, rồi vợ chồng đăng ký các kiểu, phải khai hà hết đây. Thì tôi thấy cái này thực sự là chưa thực chất đâu, và đề nghị phải xem lại. Các đại biểu cũng bày tỏ sự lo ngại vì hiện mới rất ít người được cấp mã số định danh cá nhân hay việc bỏ sổ hộ khẩu, thì các điều luật khác sẽ phải sửa đồng loạt theo như thế nào. Thì đến nay mới có hơn 18 triệu công dân được cấp số định danh cá nhân. Và từ nay đến tháng 12/20 thì thời gian còn rất là ngắn, chưa đầy 6 tháng. Mà yêu cầu đặt ra là phải cấp sổ định danh cá nhân cho gần 80 triệu công dân. Vì vậy mà tôi rất là e ngại về việc mà liệu chúng ta có thể thực hiện được hay không. Các cái lĩnh vực như là lĩnh vực đất đai, rồi nhà cửa, rồi giáo dục, rồi bảo hiểm, vân vân đều đòi hỏi cái nơi cư trú bằng cái tờ hộ khẩu. Thì bây giờ chúng ta thay bằng cái phương thức mới, đòi hỏi phải có một cái sự đồng bộ chia sẻ dữ liệu, cái trách nhiệm của các cơ quan. Do đó đề nghị là luật phải quy định rõ là cái cơ chế trách nhiệm, cung cái chia sẻ trách nhiệm, cung cấp những cái thông tin dữ liệu như thế nào. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ hơn quy định về điều kiện đăng ký thường trú tại các thành phố trung ương, thủ đô, để đảm bảo không mâu thuẫn với quy định đăng ký thường trú, tạm trú trong luật thủ đô.